xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay của bạn như thế nào? Có vẻ được gì chưa? Nếu có vẻ các bạn có gặp phải rắc rối nào khác không? Nếu có thì đây chính là lý do mình quay video lần này, giúp cho các bạn giải quyết trong cái khâu là quản lý sắc độ và cách đi màu vào trong họa tiết sao cho chính xác. Các bạn còn theo dõi nha. À, quên giới thiệu các bạn, đây là cái bạn khán giả trung thành của mình nè. Đây chính là em Pop. Thôi nào, mình đi thôi. Và dự đúng lời hứa thì video ngày hôm nay của mình sẽ giúp cho các bạn có được cái khả năng quan sát cũng như là điều chỉnh sắc độ và màu sắc, giúp cho các bạn có thể cải thiện được cái kỹ năng vẽ môn trang trí màu của mình. Và để làm được điều đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trong khâu quản lý sắc độ và màu sắc này có những điểm nào đáng lưu tâm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần sắc độ trước nhé. Về phần sắc độ thì chúng ta có rất là nhiều thứ để nói, nhưng ở đây mình sẽ làm rõ một cái vấn đề, đó là các bạn xử lý sắc độ trong bài bị loãng sắc. Loãng sắc tức là sao? Tức là các mảng hình, các vùng khác nhau trong bài các bạn để sắc độ nó bị bằng nhau. Và hoặc có thể các bạn tưởng tượng như là những cái sắc sáng trong bài mình để nó giống nhau hết và nó dàn trải hết trong bài thì đó chính là loãng sắc. Loãng sắc sẽ gây nên tình trạng là nó gây mất trọng tâm và gây mất điểm nhấn trong bài. Ở đây mình có hai hình mẫu cho trước. Và hình thứ nhất là mình vẽ theo cái cách mà mình xử lý sai về sắc độ, nó gây nên tình trạng loãng sắc. Và hình thứ hai là mình xử lý theo kiểu là đúng chuẩn hơn, có được điểm nhấn hơn. Ở hình thứ nhất các bạn quan sát thì những cái hình tròn này nè, ba cái hình tròn này nè, mình đại diện cho cái họa tiết trong bài. Ví dụ như cái này là họa tiết chính đi, thì hai cái này là hai cái họa tiết phụ. Mảng đen đen này là mảng nền nè, mảng tốt nhất trong bài này. Và cái mảng, ba mảng mà bị cắt nửa này là những cái mảng chuyển trên nền hoặc là các mảng phụ khác. Thì ở đây các bạn quan sát thì mình chọn cái nền là nền tối, cho nên cái họa tiết chính của mình tức là cái này là sáng nhất. Tuy nhiên trong quá trình xử lý sắc độ thì mình để lọt cái ánh sáng ra ngoài cái phần mảng chi trên nền, tức là mảng này, và mình vô tình để cho cái mảng này nó bị bằng độ với họa tiết chính, hay là nó cũng gần gần độ với các họa tiết khác trong bài. Thì mình thấy đó, có phải là mình bị mất cái điểm nhìn vào hai cái này không, mà mình phải nhìn vào đây không? Thì đây chính là cái mà chúng ta gặp phải rất là nhiều. Và để xử lý tốt hơn, chúng ta sẽ quay về bài thứ hai, tức là cái hình này. Vậy thì cái mảng mà nó khác nhau như thế này và nó phụ như thế này thì nó phải sao cho sắc độ nó gần với nền, và chúng ta tập trung những cái điểm sáng vào họa tiết thôi, đặc biệt là điểm sáng vào họa tiết chính. Và khi nhìn vào bài như thế này, các bạn có thấy là mình nhìn vô mình thấy có sự chuyển động của các độ đậm nhạt trong bài. Ví dụ từ nền ta thấy được nó chuyển dần dần, sáng dần dần từ các mảng phụ này, từ nền đến mảng phụ và từ họa tiết phụ lên họa tiết chính, và cái điểm nhấn trong bài của mình chính là họa tiết chính. Ngoài ra mình có một cái bài vẽ khác để các bạn có thể hình dung rõ hơn nữa, thì các bạn để ý sau ha. Đây, đây là một cái ví dụ khác về cái việc xử lý sắc độ bị loãng sắc. Thì đây là cái bài vẽ của học trò của mình. Thì trong lúc mà làm việc với các bạn đó thì mình luôn yêu cầu các bạn là phải làm một cái bảng đen trắng để mình có thể tìm và xem coi là cái vị trí đậm nhạt trong bài mình đặt ở đâu và sắc độ nó như thế nào là hợp lý. Trong bài này của bạn đó thì bạn xử lý các mảng hình trong bài rất là ok, và khi lên sắc độ thì bạn gặp vấn đề là các sắc sáng trong bài nó bị chạy đều quá. Và các bạn có để ý là những cái phần sáng như là chỗ lá bên hai bên hông mà nè, và cái mảng nền liên kết từ góc ra họa tiết đó, nó bị sáng quá mức cần thiết. Vì thế mà mình nhìn vào đó, chúng ta sẽ bị giảm đi cái họa tiết chính của mình, nó bị giảm đi cái điểm nhấn. Và khi sử dụng cái sắc độ như này, cái bài sắc độ như này mà chúng ta đưa lên bài vẽ thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng như thế này. Đây, bạn nhỏ này xử lý màu sắc thì rất là tốt, màu rất là trong và tươi, bắt mắt. Tuy nhiên cái phần sắc độ của bạn thì nó hơi va vấp một tí. Các bạn có thể thấy đó,
thì cái phần phụ như thế này, ngay góc này này mà mình đã chỉ trước đó, như phần hai bên này nè, nó quá sáng, nó quá tươi sáng đi, nó quá đẹp đi, thì cái phần chính của mình nó sẽ bị lu mờ. Chẳng hạn như con cú mèo đây, thực tế con này á, cái màu này rất là đẹp, nhưng mà do cái mảng phụ ngay góc và mảng này nè nó sáng đẹp quá, thành ra cái con này nó bị chìm hẳn nhiều hơn đó. Và cái bài này bạn này đang làm và chưa hoàn thiện, cho nên các bạn có thể thấy những cái đốm tròn này nè bạn chưa tô xong mà mình đã lôi ra để làm mẫu cho cái video này rồi. Thì đó là cái mà lý do mà chúng ta phải xử lý sắc độ cho nó ok rồi chúng ta mới đi màu. Và có một cái cách thứ hai để chúng ta kiểm soát được sắc độ mà mình không cần phải làm bảng đen trắng, thì các bạn hãy sử dụng cái ứng dụng camera trên máy của mình á. Các bạn mở camera lên và mình điều chỉnh qua cái chế độ chụp hình bằng cái bộ lọc đen trắng á. Ví dụ đây, có một số điện thoại thì nó ghi là đơn sắc, còn điện thoại này của mình thì nó ghi là chế độ chụp là trắng đen. Và các bạn sẽ ly camera về phía bài của mình, các bạn có thể thấy được cái màu sắc trong bài này nó chuyển về đen trắng, và mình có thể quan sát được chỗ nào nó bị sáng quá mức cần thiết hoặc là chỗ nào nó bị tối quá mức cần thiết. Và các bạn thấy như mình nói không, những cái sắc sáng ngay góc này nè nó sáng quá nhiều đi, nó cướp mất cái độ sáng cần thiết vào họa tiết. Thì đây chính là những cái nội dung về phần sắc độ mà mình muốn chia sẻ. Chúc các bạn có thể giải quyết thành công bài của mình. Còn về khâu kiểm soát màu, chúng ta có 3 điều cần lưu ý sau đây. Thứ nhất, các bạn phải kiểm soát số lượng màu trong bài không được vượt quá 5 màu. Cái thứ hai là mình phải để trong bài mình có những cái mảng màu trung gian. Và cái thứ ba là chúng ta phải để các mảng phụ hay là họa tiết phụ không được tươi hơn, không được bắt mắt hơn mảng chính. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên của cái khâu này, đó là làm cách nào để đọc số lượng màu trong bài. Sau lưng mình đây là bài vẽ của học viên Peach Studio, và chúng ta sẽ cùng đếm xem là trong bài này có bao nhiêu màu hiện hữu trong đây. Ấn tượng đầu tiên chúng ta nhìn vào bài này, chúng ta thấy có rất là nhiều màu xanh và nó đập ngay trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, dù có nhiều màu xanh như vậy thì các màu xanh đó nó vẫn phải phân loại và gộp về chung cùng một hệ. Chẳng hạn như các màu xanh mà nó ngã về xanh dương như thế này, các bạn thấy đây, ở khoảng này, như màu xanh ở mảng này đây, xanh tối này, xanh dương mà ngã đây, hay là xanh sáng như thế này ở khu này, hay xanh này, hay là xanh bên này nè, đó, có rất là nhiều kiểu xanh, nhưng mà nó được liệt kê vào một cái hệ là hệ xanh ngã về xanh dương. Chúng ta đã có một màu đầu tiên. Cái thứ hai là các màu xanh mà nó ngã về xanh lá có trong bài này, chẳng hạn như xanh này nè, xanh lá tươi nè, xanh rêu nè, xanh lá ngọc nè, xanh ngã về vàng nè, hai những màu xanh như thế này đây, thì các màu đó được tính vào một cái hệ, đó là xanh ngã về xanh lá. Chúng ta lại có thêm một màu thứ hai. Tiếp tục chúng ta quan sát, chúng ta thấy trong bài này nó lại có thêm cái màu mà nó trầm trầm, ví dụ như là màu nâu trong bài đây, ví dụ đây mảng này, hay là mảng trên nền, hoặc là mảng này, hay là mảng này, hoặc là mảng trên tay của nhân vật đây, vân vân, hay là mảng này, thì đó được tính vào một hệ màu, đó là hệ màu nâu, nhưng mà nâu trong bài này là nâu ngã lạnh và nó ngã hơi chút xanh lá, nhưng vẫn là màu nâu. Thì chúng ta sẽ có thêm màu thứ ba. Tiếp tục chúng ta quan sát, trong bài này nó lại có thêm một màu khác, đó là màu mà tác giả bài này đã đưa vào cái phần điểm nhấn, đó là những các màu hệ màu, màu cam, màu e cam thế này, đi trên tay đây, màu đây, màu kể cả màu nó hồng hồng cam cam thế này thì cũng được tính là một màu này, màu này nè, hay màu này nè, đó, hoặc là màu trên đây, áo quần của nhân vật đây là màu này, thì nó được liệt kê vào chung một màu, đó là màu hệ da, da cam. Chúng ta có màu thứ tư và cuối cùng, đó là hệ màu tím tím trong bài, ví dụ như là trên cái nón này, hoặc là trên cái nón nhân vật này. Mặc dù hai tím này nó khác biệt nhau một chút, nhưng mình vẫn phải liệt kê nó thành một màu. Vậy thì trong bài này nó đã có 5 màu. Và chúng ta sẽ thử đếm xem là trong bài vẽ của mình á thì có bao nhiêu màu nhé. Và để kiểm soát màu của mình nó không vượt quá tới màu thứ 6, chúng ta phải làm sao để cho bài mình nó có cái màu trung gian.
và chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, đó là cách tạo ra màu trung gian và một bài không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào. Về cách tạo ra màu trung gian cũng như là một bài vẽ mà không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào? Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem khái niệm về màu trung gian là gì. Màu trung gian là màu được tạo ra bởi các mảng màu trong bài. Theo đó chúng ta sẽ pha trộn các mảng màu này với nhau và từ đó sẽ tạo ra được màu thứ ba. Đó chính là màu trung gian. Màu trung gian có vai trò quan trọng trong bài, trong việc là liên kết các mảng màu với nhau, làm cho chúng có tính liên kết và thống nhất hơn. Vậy thì một bài mà không có màu trung gian thì nó sẽ như thế nào? Ở đây mình có hình minh họa và mình sẽ minh họa rõ hơn cho các bạn hiểu về cái vấn đề về màu trung gian. Bây giờ mình sẽ lấy một cái góc nhỏ trong bài vẽ này để ví dụ cho các bạn xem thử cái mảng màu trung gian được tạo ra thế nào và nếu không có thì nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là phần trung tâm của bài vẽ này đây, thì bạn này bạn có vẽ một cái mảng hình những cánh hoa ở phần trung tâm có dáng như thế này. Theo đó bạn cho một cái mảng khác nối từ trong họa tiết ra chồng lên cái mảng hình bông hoa đó và mảng hình đó màu xanh như thế này, thì hai hình này khi mà chồng lắp lên nhau nó sẽ tạo ra một mảng thứ ba là mảng này. Các bạn nhìn đây, thì trên cái mảng này này nó chính là cái mảng trung gian và cái màu mà mình tô lên đó chính là màu trung gian. Đây là một cách để tạo ra màu trung gian trong bài. Tuy nhiên các bạn quan sát đây, màu mà bạn này tô nó là màu vàng và nó không hề liên quan tới hai màu này. Nhìn vô không thấy được cái màu này có ảnh hưởng bởi màu này hay là màu vàng này không hề có ảnh hưởng với màu xanh này, mà nó là một màu hoàn toàn khác đó. Và chúng ta có cảm giác như là cái miếng màu này nó bật ra khỏi không gian của hai cái mảng cho trước đó. Chúng ta còn có một cái cảm nhận khác nữa, đó là hai mảng màu này đặt cạnh nhau, mặc dù có mảng liên kết, mặc dù có mảng trung gian, nhưng mà nó bị tách biệt ra, nó không có một chút liên quan gì cả. Rồi một ví dụ khác, chẳng hạn như là ở phần góc này đây, các bạn thấy đó, thì mình có một cái lưu ý nữa là cái mảng trung gian hay là cái màu trung gian được tạo ra không phải là chỉ do là chúng ta đặt các mảng màu mảng trung gian mà ra, mà chúng ta có thể đặt những cái mảng gần nhau và chúng ta tạo màu pha với các mảng màu cạnh nhau với nhau để tạo ra màu trung gian, chứ không nhất thiết là phải màu trung gian là từ các mảng chồng lắp lên nhau là ra nhé. Ví dụ như hai mảng màu này, các bạn quan sát giùm mình, thì hai màu này các bạn thấy một là màu nâu nâu cam cam như thế này và một là màu xanh dương như thế này, rất là rõ như thế này. Đáng lý ra bạn nên xử lý màu xanh dương này có một chút cái màu cam nâu này vô, hoặc ngược lại, màu cam nâu này nên pha một chút màu xanh dương này vào để cho hai màu này nó có sự tương tác qua lại hoặc là có sự chuyển màu, thì đó gọi là chuyển màu trung gian đó. Cho nên bạn không làm được điều đó mà các bạn thấy đó, hai cái màu này hoàn toàn tách biệt và chúng ta thấy nó bị phơi ra, bị tách ra rất là khó nhìn. Vì thế mình muốn các bạn rút kinh nghiệm cho mình là một bài vẽ chúng ta phải tìm cách nào đó, làm thế nào đó để không chỉ là có các mảng trung gian mà chúng ta còn phải tìm các màu trung gian trong bài nữa thì cái bài vẽ mình mới hài hòa. Phần cuối cùng của video ngày hôm nay là mình sẽ nói rõ thêm về vấn đề màu ở các mảng phụ hay là họa tiết phụ không được phép tươi hơn, không được phép bắt mắt hơn mảng chính, hay nói cách khác chúng ta sẽ xử lý màu ở các mảng này nó phải nhường nhịn cho mảng chính. Bây giờ mình sẽ lấy luôn cái bài hồi nãy để minh họa cho các bạn xem luôn. Đầu tiên ta sẽ tìm cái mảng chính trước cái đã. Ví dụ đây là mảng chính của bạn này. Trên cái mảng chính này, hình trái quạt này, trên cái mảng chính bạn đặt họa tiết chính của bạn đây. Và chúng ta quan sát, đầu tiên là bạn có đặt cái màu của họa tiết chính là màu nóng và bạn xử lý màu trên các mảng nền là màu lạnh, thì cái đầu tiên cái tương quan như vậy, cái nền tảng như vậy là ổn. Tuy nhiên chúng ta quan sát kỹ hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cái màu của cái mảng chính
bạn xử lý nó bị đục, bị bạc và bị mắc màu. Các bạn quan sát tại sao mình lại nói như vậy. Thì chúng ta hãy cứ lấy một màu ở họa tiết phụ hay là mảng phụ chúng ta so sánh đối chiếu nhé. Ví dụ cùng là màu da cam, màu này với màu này cùng là màu da cam, tuy nhiên màu chỗ bên ngoài này nó lại rất là tươi, rất là đẹp, rất là xinh, rất là bắt mắt hơn so với màu da cam ở trên này. Các bạn quan sát qua cái màn ống kính, các bạn thấy là cái màu này nó gần như là chìm nghiễm không? Nó như là chìm nghiễm luôn đấy. Thứ hai, các bạn quan sát giùm mình như là cái màu đỏ đỏ, nâu nâu và đỏ đỏ, tím tím như thế này. Các bạn quan sát mình nó bị tối hơn, nó bị trầm hơn so với những cái màu đỏ khác. Ví dụ mình có thể so sánh với màu đỏ đỏ cam ở chỗ cái phần trọng tâm này. Cái màu này nó còn nổi hơn cả cái màu của họa tiết chính nữa. Như thế là không ổn. Hoặc các bạn có thể so với màu đỏ bên này, rất là tươi, rất là đẹp, thì như thế là không ổn thế nào. Thứ hai nữa, mặc dù là bạn giải quyết cái màu họa tiết là màu nóng, nhưng mà các màu lạnh ở chỗ khác trong bài nó lại đẹp hơn rất nhiều so với màu nóng của họa tiết chính. Chẳng hạn như các bạn quan sát thấy giùm mình cái phần này nè, có phải là các bạn thấy cái màu lạnh này bạn giải quyết sắc độ rất là đẹp, chuyển màu rất đẹp từ nền đi lên, màu rất là trong, rất là xinh, rất là tươi. Và cái góc này nó tha răng, nó đưa vào đây thì còn ổn. Chứ mà nó ở góc ngoài này mà nó tươi, nó đẹp như vậy, nó xinh lung linh như thế này thì nó đang giành giật với con này, đúng không? Và cái góc này nó lại ở bên ngoài nữa thì nó không được phép đẹp đến như vậy. Đẹp quá thì nó tranh chấp với họa tiết chính của mình thì sao? Tiếp nữa, các bạn cũng để ý cái màu mà mình vừa mới chỉ ra lúc cái phần mà màu trung gian đó, mang màu xanh này này, cũng quá tươi là cũng không có được, đúng không? Hay là màu xanh ở đây nó còn bằng màu xanh ở ngoài đây luôn này, thậm chí nó còn sáng đẹp hơn cái màu xanh của cái mảng chính luôn á. Như thế là không ổn tí nào. Chúng ta lưu ý, chúng ta giải quyết một bài vẽ làm thế nào để cho cái họa tiết chính của mình phải nổi bật. Tại vì đề thi là đề cho ra họa tiết, đề yêu cầu họa tiết, chứ không có đề, không có đề nào mà yêu cầu họa tiết phụ hay là họa nền này kia hết trơn á, mà người ta yêu cầu họa tiết, làm rõ họa tiết, cách điện họa tiết thật là đẹp. Và nếu như mà mình không giải quyết được điều đó thì đương nhiên cái điểm số của mình sẽ thấp hơn người khác. Và để cải thiện, các bạn phải giao, phải thay đổi, chúng ta phải làm sao để nó họa tiết hơn đó. Thì đây là cái nội dung mà mình muốn chia sẻ để các bạn có thể cải thiện cái kỹ năng vẽ của mình.